này em nghe nói là vào mùa mực của bà con ngư dân ở Bình Thuận. Ủa, các bạn có đi học không? Rồi lát thì được cầm cái đổ lấy cho lô tô. Là ra ngoài kia chở cá của bà con làm nghề lưới rút vào. Có cá nục, cá cháo, cá bạc má, cá ngừ nữa. Cá ảo này thì làm chả. Ở đây bà con mình chuyên làm chả luôn, làm chả ngon lắm. Ôi ôi, nguy hiểm chưa? Đây là quy trình đổ bánh căn này cô chú nè. Đây là cũng coi như là đặc sản Bình Thuận rồi. 5.000 chén. Đây. Thơm quá. Cái này chín chưa? Đây là gọi là bà con mình che cũng hơi lụp sụp á. Chờ cảng. Thay mặt cô bốn ở bên Mỹ á. Dạ, con gửi cho ngoài phần quà là 300.000 nha. Dạ, cái này là quà của dạ em chào buổi sáng cô chú anh chị và các bạn đang xem video nha. Ngày mới chúc cả nhà mình luôn có thật nhiều sức khỏe và bình an. Hiện tại là hơn 5 giờ rưỡi sáng á. Em đang có mặt tại cửa biển Liên Hương, hay còn gọi là cảng Liên Hương, thuộc thị trấn Liên Hương của huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. Hôm nay là đặt chân tới miền Trung rồi cô chú anh chị. Đợt này em đang có việc ngoài miền Trung á, ngoài Bình Thuận á, cho nên là nhân tiện ghé quay cho cô chú mình xem một chút về hình ảnh miền Trung luôn. Nên là có gì thiếu sót mong cô chú anh chị và các bạn mình thông cảm nha. Theo kế hoạch thì đầu tiên em sẽ ghé Vũng Tàu trước, nhưng mà nhân tiện đợt này có việc ở ngoài đây nè. Đây là một thị trấn tương đối lớn cô chú anh chị, cũng có địa thế rất là đặc biệt luôn. Ở phía trên á, là giáp với quốc lộ 1A, còn phía dưới á, là giáp biển, nên bà con mình phát triển được nhiều loại hình kinh tế lắm. Bà con mình làm được nhiều việc, từ buôn bán rồi đánh bắt. Gần đây thì có phát triển du lịch ở Cù Lao Câu nữa. Buổi sáng ở đây khá là đẹp luôn, bà con mình ra vào cửa tấp nập. Ở đây thì theo em quan sát được á, bà con mình làm nhiều nghề câu nè, câu cá, câu mực, rồi nghề lưới, lưới rút nữa. Từ lưới cá cho tới lưới rút. Bà con mình đi làm cả sáng và cả tối. Có một tốp bà con mình sẽ đi vào buổi chiều và vào vào buổi sáng nè. Còn một tốp bây giờ mới mở biển, đi ra đánh bắt rồi chiều vào. Hôm nay thì em mời cô chú anh chị và các bạn mình cùng về thị trấn Liên Hương, thăm cảng Liên Hương cũng như là thăm đời sống của bà con mình ở thị trấn Liên Hương nha. Chi tiết thì cả nhà mình nhớ theo dõi phần sau của video. Bây giờ thì em mời cô chú anh chị mình cùng theo dõi video ngày hôm nay nha. Ở đây khác với miền Tây một điểm nữa cô chú, là bà con mình đi biển đa phần là ban đêm vào buổi sáng. Còn ở miền Tây thì thường vào mực thủy triều. Ở cảng Liên Hương này thì em thấy nước lớn nước rộng gì bà con mình cũng có thể ra vào được, cũng có thể neo đầu ghe thuyền được, cho nên là chủ động trong cái việc thời gian ra vào cửa. Đây cũng có một cái cửa biển nhỏ thôi cô chú. Ở đây cô chú anh chị, buổi sáng bà con mình có một cái văn hóa rất là gọi là sức khỏe luôn. Buổi sáng bà con mình đạp xe đi xuống tắm biển. Mặc dù hôm nay trời khá là sóng luôn, nhưng mà bà con mình vẫn đi tắm biển khá là đông nè cô chú. Tạo thành một cái nét văn hóa ở thị trấn Liên Hương luôn á. Em không biết xung quanh
các xã khác của tỉnh Bình Thuận thì như thế nào, nhưng mà tới Liên Hương là sáng nào bà con mình cũng đạp xe xuống biển tắm hết. Đó. Chiếc ghe trước mặt cô chú á, chiếc ghe mà có nhiều bánh cao su xung quanh á, nhiều bánh xe xung quanh là ra ngoài kia chở cá của bà con làm nghề lưới rút vào. Nghề lưới rút thì ghe lớn á, không có vào cửa. Ghe tải ra tải vô. Đó, vô cái là có mấy anh mấy chú xuống bốc lên. Đợt này là vào mùa mực với mùa cá thu ảo á cô chú. Có cá nục, cá cháo, cá bạc má, cá ngừ nữa. Đó, cá nhồng. Ừ. Cá ngon ngon không à cô chú? Lên là bà con mình tập trung chia mỗi lái mỗi ít vậy đó. Đó. Bên đó là mặt má. Đó là cá nục. Cái này là cho anh hả? Cái này là cho à? À. Ở miền Trung á cô chú, em cũng có coi qua mấy video rồi, thấy bà con mình cho cá mấy cô chú lớn tuổi cũng nhiều. Đó, cho mỗi bịch. Một bịch đó là ăn thoải mái cả ngày rồi. Ở cảng là vậy đó cô chú. À, tập trung nhiều nguồn nhân lực lao động. Nó là nhiều hơn làng chài rất là nhiều luôn. Ở cảng vận chuyển nhiều, từ xay nước đá cho tới chở dầu, chở cá này kia, xe tải cũng nhiều. Lưới rút này là ngày nào cũng vô anh hả? Dạ, ngày nào cũng vào. Cá tươi cô chú, cá ngừ, cá nục. Nục thì có nục suông, nục gai, nhiều loại nục nữa. Nè cô chú mình xem cá nè, tươi lắm. Này là mấy anh mấy chú chuẩn bị ra khơi đi làm đi câu nè cô chú. Em cũng định hỏi nhưng mà thôi, mình chưa biết cái văn hóa phong tục ở khu vực miền Trung cho nên là mình cũng hạn chế hỏi. Có nhiều mấy anh mấy chú là cũng kiên cử hỏi lắm. Kiên cái vụ hỏi là ví dụ mình lại mình hỏi đi câu hả, đi biển hả, là có nhiều chỗ cũng kiên. Ra khơi bà con mình không được gặp nhiều may mắn á, cho nên hạn chế. Đó, đem một thùng tôm ra đó cô chú, tôm giả. Ồ. Đi thúng này là phải ngồi cân nè.
ví dụ như 4 người phải chia làm 4 góc ngồi cho thiệt cân. Như em có nói ở đầu video đó cô chú, hiện tại là vào mùa mực của bà con mình ở khu vực Liên Hương của huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận nè. Bà con trước mắt tập trung rất là đông luôn. Để lựa mực á, mấy anh mấy chú đi trên những chiếc ghe câu đèn với lại những chiếc thúng đèn á, vào bờ bỏ bảo quản trong những cái bịch như vậy đó, cũng khá giống là ở Phú Quốc. Bình Thuận là nổi tiếng với mực ngon rồi cô chú anh chị. Mực ngon và con cá cũng ngon hơn là các khu vực khác nữa. Đây cũng là lần đầu tiên mà em tới với miền Trung á cô chú, cho nên là cũng khá là rén. Thấy đông quá cũng ngợp, cũng sợ làm phiền bà con nên cũng không dám vô. Như mấy anh mấy chú đi thúng á, thường là sẽ có một cái bình ắc quy như vậy á. Năm nay thì em nghe nói bà con mình làm mực đói cô chú à. Mực, số lượng mực năm nay đói, yếu. Năm nay đói hả chú? Dạ. Mà giờ mọi năm là giờ này là vô mùa mực đúng không chú? Dạ. Dạ. Nghề gì cũng đói luôn. Dạ. Chú cũng đi câu luôn hả? Dạ. À, nay được nhiều không chú? Đi xuống rồi, chưa đi rồi. À. Dạ, lát nữa mới đi. Lát nữa đi là chiều vô ha. Dạ. Là đi câu cá hay câu mực chú? À, cũng như con mực luôn. Dạ. Ở đây cũng khá là khác với các khu vực miền Tây một chỗ á, là tiểu thương rất là nhiều luôn. Một người đi câu mực vô là sẽ tới một chỗ tập trung của một chủ nầu, sau đó rồi sẽ phân chia ra làm gọi là bán lại cho tiểu thương. Số lượng tiểu thương ở đây đông lắm cô chú. Cô, mực đợt này gì là ít hả cô? Mực đợt này gì là ít hả cô? Dạ. Năm nay yếu ha. Mực kim là cái đít nó nhòn hả cô? Dạ. Chia ra làm nhiều mực, loại mực đó cô chú. Nhiều loại. Dạ. Mực kim với lại mực loại này là loại nào ngon hơn cô á? À, ống ngon hơn. Kim là cái đít nó nhọn cô chú anh chị. Hình như là mực trứng ít. Đẹp quá cả nhà ơi. Cô chú anh chị và các bạn mình xem trước mặt kìa, người gọi là đông nghẹt luôn á. Bà con mình tập trung buôn bán trao đổi buổi sáng đông lắm, tranh thủ lấy rồi về chợ bán á. Ở đây bà con mình nghề câu cũng vô sớm nữa. Hôm nay thì em xuống cá câu á, bà con mình vận chuyển đi hết rồi. Bây giờ vẫn có mấy anh mấy chú
vô sau nè. Mỗi vỏ sách là một bình ắc quy á, kèm theo một bịch mực. Ở đây các cái loại mực mực ống á, thì bà con mình chia làm mực ghim với lại mực ống thôi cô chú ạ. Mực ghim là cái đít nó nhọn, còn mực trứng em thấy ít lắm, hầu như là bà con mình ở đây không có phân chia ra loại mực trứng hay gì á. Ủa chị ơi, ở đây có bà con mình có chia ra mực trứng không chị hả? À có luôn, dạ. Nhưng mà mùa này ít trứng ha. Dạ, mùa này ít trứng. Cô chú à, mực còn màu rất là đẹp luôn. Lên xong là ngâm đá, ngâm nước biển. Cô ơi, mực loài này là mực đẹp nhất đó hả cô? Dạ. Theo em thấy cô chú anh chị là bà con mình có một loại mực mà còn nguyên màu á, đẹp nhất là phân riêng ra. Mực ngơ luôn, dạ. Đây qua cho cô chú xem một xíu. Không phân biệt là mực ghim hay mực ống, mực còn màu đẹp nhất là mực ngơ, là mực tốt nhất. Bên đây có cá ngừ nữa cô chú nè. Cá ở khu vực miền Trung cũng vậy, do đặc điểm vùng nước á, nên là cá miền Trung cũng ngon hơn là cá ở miền Tây rất là nhiều luôn. Em từng ăn con cá ngoài đây rồi, cá nó mềm và ngọt hơn là ở khu vực ở trong em á. Đây là cá thu ảo của chú anh chị. Cá ảo này hình như là bà con mình cũng đánh lưới rút á. Cá ảo này thì làm chả. Ở đây bà con mình chuyên làm chả luôn, làm chả ngon lắm. Thịt nó dai mà ăn thơm. Ủa chú, cá ảo này là từ câu hay là từ đánh lưới chú? À lưới, dạ. Lưới rút chú ha. Thật sự là ngày đầu tiên ở cảng miền Trung khá là ngợp luôn á cả nhà. Đông ghê luôn. Dạ. Cá ảo này ở đây nhiêu tiền ký vậy anh? Dạ 20-30, dạ. Ở đây chuyên làm chả cô ha. Cá bạc má. Ở đây có một đợt cá câu vô rất là sớm luôn cô chú. Cá câu mà loại cá lớn á. Hôm nay em xuống không đúng dịp, không đúng giờ á.
Ngày mai chắc là em sẽ quay lại vào khung giờ sớm hơn một xíu, rồi quay cho cô chú mình xem nha. Đây là cá ảo cô chú nè, chuyên làm chả, bà con mình đem nào chả, bán hình như là 180-200 một ký á. Thường em đi quay ở các khu vực miền Tây á cô chú, là sẽ có một chủ nầu. Còn chủ nầu gọi là mình muốn quay á, mình vô mình xin rất là dễ. Còn ở đây á, em không biết ai là người kiểu dạng như quản lý hay là chủ ở đây á, cho nên là đông quá mà bà con mình làm cũng nhộn nhịp nữa. Dạ cô. Cho nên là cũng không biết đường nào mà gọi là chen vô để xin hết. Chắc là em chưa quen thôi, nhưng em có mấy bạn hay đi quay ngoài đây với cô chú, nói thì bà con mình ở ngoài đây cũng dễ, nhưng mà lần đầu em đặt chân tới thì cũng hơi rén. Mực ở đây sai đều đều nhau, lớn lớn con không à cô chú anh chị. Em vẫn bị mê các loại mực nè. Vào liên tục luôn. Lúc nãy em xuống đây là 5 giờ rưỡi là bắt đầu cũng khá là đông rồi, bây giờ là 6 giờ rưỡi luôn. Liên tục một tiếng đồng hồ nay rồi đó mà bà con mình vẫn liên tục vô cô chú nè. Số lượng ghe là dày luôn á. Cảng đây là chỉ là cảng của thị trấn thôi, cảng cũng không quá lớn, cảng nhỏ à. Mà bà con mình tập trung đông ghê luôn. Tại vì khu vực này là thị trấn biển cô chú, cũng ở phía trên thì cũng nằm cặp với quốc lộ 1A, ở phía dưới thì sát biển, nên là bà con mình cũng vừa buôn bán vừa đi biển này kia, nên thị trấn cũng khá là phát triển á. Em thấy cơ sở vật chất rất là ổn định luôn. Ở đây có một loài ghe mà chỉ khi ra miền Trung, ra Bình Thuận em mới thấy nè cô chú nè. Là những chiếc mà chở thúng đi câu á. Đó là những chiếc ghe lớn chở thúng đi câu. Một chiếc chở mười mấy cái thúng của bà con mình đi ra khơi, rồi thả xuống nước mỗi người mỗi nơi, chia nhau ra câu. Hình như cũng là câu cá với câu mực thôi cô chú anh chị. Vô bờ thì thả thúng xuống, mấy anh mấy chú tự bơi vào bờ nè. Đó, cô chú có thể thấy mỗi thúng hai người. Bên đó cũng một chiếc nữa đó cô chú. Những chiếc thúng mà không đặt máy thì sẽ đi theo đoàn, đi theo ghe, một ghe chủ cái đó đó. Rồi ra khơi mình câu. Em nghe bà con mình ở đây nói cô chú anh chị là ở đây là khu vực rất là dễ làm ăn luôn. Chính xác luôn là làng chài hay là cảng Liên Hương á. Ở khu vực này là khu vực bãi sỏi. Ở ngoài đây thì không có ghe giả cào, tại vì sỏi là cào nó sẽ rách miền cào của mình hết. Nên là đây là một trong những khu vực làm ăn, tập trung bà con mình rất là nhiều nơi tới luôn. Từ Phú Yên, Bình Định,
rồi cả ở Vũng Tàu ra nữa cô chú. Nên thành ra là tạo nên một cái số lượng ghe mà đông đúc như cô chú mình xem từ đầu video đến giờ của em á, rất là đông luôn. Em có hỏi thăm mấy anh mấy chú ngư dân ở đây thì bà con mình giải đáp cho em là như vậy đó cô chú. Khu vực này thì cũng dễ sống, dễ làm ăn. Và cái lượng, đặc biệt là lượng mực á, mực với lại cá rất là nhiều luôn, do là ít có ghe giã cào nào đi qua đây. Đây mấy anh mấy chú đi ghe thúng vô nè cô chú, đi trên ghe chở thúng vô nè. Em thấy số lượng mực của mấy anh mấy chú đi trên ghe chở thúng hình như là không được nhiều như là những chiếc thúng máy. Những chiếc thúng máy thì từ chạy ra khơi á lớn hơn. Và dàn đèn cũng đầu tư quy mô hơn. Còn đây mấy anh mấy chú chỉ là đi bình ắc quy này là đi trên ghe chở thúng. Đó, mực đó cô chú. Ở đây thì con mực lá lại mắc hơn con mực ống của chú anh chị ạ. À, lượng mực hôm nay cũng ổn nè. Khu vực dễ làm ăn nên bà con mình tập trung đông. Giờ này là gần 7 giờ rồi nhưng mà vẫn rất là đông luôn. Hôm nay câu gì là ổn chưa chú? Không nghe. Chú không nghe. Cô chú, cái này là mực nơ này là có giá nhất đúng không chú? À bên kia ha. Dạ. Cái này màu đẹp quá trời luôn. Nhìn nó nhỏ nhỏ vừa ăn ghê cô chú anh chị. Đó, cô chú mình xem đây là loại mực còn màu mà em thấy thích nhất nè. Còn đỏ luôn. Ở trong em gọi là mực sống á. Ở đây đông mà bà con mình chen không có đường để chạy xe luôn á cô chú. Ôi nguy hiểm chưa? Ghe chạy ra chạy vô rồi cả sóng ở ngoài đập vô nữa cô chú. Nãy giờ té mấy lần à. Vô tới nơi rồi mà còn về nữa. Chỗ đó không có cái bậc thang á, cho nên là khó lên. Buổi sáng ở dưới cảng á, thì cũng chỉ diễn ra như vậy thôi cô chú anh chị ạ. À, bà con mình vào quán mực cũng tấp nập đông vui như đầu video cô chú mình xem á. Bây giờ chắc là em lượn lên chợ cảng một xíu nha, tạt qua chợ cảng một xíu. Ở đây thì bà con mình họp chợ trễ lắm, tới tầng gần trưa 9-10 giờ mới bắt đầu chợ đông. Còn buổi sáng này nè thì do gần cảng á, nhiều người cho nên là bà con mình bán đồ ăn sáng nhiều hơn. Đây là khung cảnh chợ, chủ yếu là buổi sáng là bán đồ ăn sáng à.
phía trong kia là bán rau củ buổi sáng nhưng mà cũng số lượng không nhiều. Đây có bán quần áo nè. Em sẽ đi dài dài lên trên nha. Sạp trống lắm, em không biết là kiểu buổi trưa có tấp nập hay không, chứ còn buổi sáng thấy hơi vắng. Chắc là chỉ tạt ngang một xíu rồi bắt đầu chắc là em di chuyển đến khu vực khác nha cô chú anh chị. Đây là một vòng ở chợ, chợ thì ngay đầu cửa, đầu cổng vào cảng luôn. Bây giờ mới thấy bà con mình dọn la ra lai rai nè. Bán trái cây. Ủa chợ mình mà hải sản là cỡ mấy giờ mới đông chị hả? 8 giờ mới bắt đầu lên ha. Dạ. Ở đây họp chợ trễ. Dạ em cảm ơn chị. Ở đây em thấy bà con mình chuồng ăn bánh tráng. Thấy nhiều món có bánh tráng. Ủa. Dạ. Cái này là cái gì chị? Quýt. À quýt, quýt heo ha. Dạ. À. À, đây 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 em quay ké xíu. Dạ. Quýt heo. Cái này một chén nhiêu chị? 5.000 chén. Đây. Thơm quá. Cái này chín chưa? Có lòng, có lòng, có này có kia luôn. Cho em 2 chén thử đi. Ăn ăn luôn. À. Bán đắt không chị? Gấp này chờ bán đắt không? Vắng không? Vắng à? À dạ. 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 Ok chị. À vậy ha. Dạ. Món này em thấy cũng lạ lạ nè cô chú anh chị. Bỏ vô một cái chén nhỏ. Cái này chấm với muối tiêu ha. À, lại muối tiêu, tắc, tỏi, ớt gì đó. Dạ. Nặng vô tắc, tàn nặng vô đây dầm ớt vô. Dạ. À rồi, em hiểu rồi. Miền Trung này là đặc sản, đặc sản ở đây là bánh căn luôn đúng không chị? Bánh căn, bánh căn, bánh xèo. Rồi, nóng luôn. Đây. Đây nè cô chú. Quýt ở trên là có thịt nè, có lòng với một ít hành. Mở ra là nghe mùi thơm luôn á cô chú. Rồi bây giờ chắc là em mời cô chú anh chị và các bạn mình ăn sáng nha. Miếng đó. Đây. Mình ăn xong rồi kẹp một miếng rau thơm vô cô chú là ăn ăn nó thơm. Cái vị tương tự như là cô chú mình tưởng tượng giống như là ăn dồi vậy đó. Dồi heo á. Vào trong khu vực nhà lồng cho cô chú mình xem một xíu nha. Khu này 7-8 giờ sáng bắt đầu bà con mình mới dọn vô bán đông, 8 giờ ăn lên, 8-9 giờ. Cô đây bán bánh. Này bánh bông lan cô hả? Dạ. Cái này bao nhiêu một cái cô?
bánh lớn 16, bánh nhỏ 12. Cái này có nho nè. Chắc em không ăn nho. Cho con một bịch đi cô. Cho con một bịch này đi. 12.000. Chợ cấp này bán đắt không cô? Chợ cấp này bán đắt không? Bán không nổi luôn. Đây con gửi. Trong đây là trái cây nè cô chú. Nho, cam, xoài, vân vân, đủ thứ luôn. Dạ chào mấy cô. Dạ con đi qua chợ bố một xíu. Dạ. À vậy hả? Dạ dạ. Con đi kiếm bánh căn. Dạ không, con ở miền Nam ra. Con ở Phú Quốc ra. Dạ, con đi khắp nơi vậy á. Đi kiếm bánh căn ăn cô chú à. Bánh căn bán sao vậy cô? Bánh căn ở đây bán bụng. Không, một bụng 20 ngàn hả? Một cái bao nhiêu cô? À bánh trứng là 2.000. Ồ. Thiệt luôn. Thiệt luôn hả cô? Nó cho 200.000. Không, con hỏi cho con ăn á. Đây là quy trình đổ bánh căn nè cô chú nè. Đây là cũng coi như là đặc sản Bình Thuận rồi. Bánh căn bánh xèo. À. Đổ cho con 5 cái bánh trứng nha. Đó, cô chú. Cái này đổ cũng tương tự giống như là cái bánh à dạ đúng rồi, bánh khọt. À cái này là không đổ dầu. Dạ. Mình đi ra miền Nam, miền Trung. Dạ. Cô chú mình nếu mà tới cảng Liên Hương á, nếu mà muốn ăn thì mua mực ở dưới cảng á, rồi đem lên đây đưa cho cô nè, rồi cô đổ luôn. Chứ còn ở đây là bà con mình chỉ ăn bánh căn không hoặc là bánh căn trứng thôi. Em cũng đã từng ăn bánh căn ở vùng khác rồi nhưng mà chưa ăn ở Bình Thuận. Hôm nay mới thử nè. Ở đây là ăn với nước cá. Dạ. Dạ, mỗi chỗ mỗi khác. Dạ. Nước cá rồi có cả cá nữa nè, ăn chung với cá. Mấy cái đồ này là muốn ăn cái gì là mình lấy cái đó. Cà pháo này kia, đồ chua. À, do lúc nãy không biết đó cô chú, biết là em mua mực ở dưới cảng lên rồi. Đây, vẽ một con cá ra nè. Rồi mình bỏ chanh, bỏ ớt vô. Bỏ đồ chua vô. Như vậy. Xong rồi chan nước. Nước cá nè. Dạ. Lần đầu tiên em biết tới luôn á. Đây là cách ăn của bà con ở Bình Thuận. Sau đó mình bỏ bánh vào. Hình như hồi nãy bỏ rồi đúng không? Dạ. Đây, em mời cô chú nha. Rồi.
này là bánh mực nè, cô cho cô để riêng một cái cho này cô chú. Ké của mấy người đặt á. À, chút mắm nêm nữa ha. À, vậy ha. Còn pha thêm một chút mắm nêm nữa. Em mời cả nhà nhé. Ăn với cái này là mấy bữa mấy người tung quách á, mình nó dắt tới hơn nó ngon mà đơn giản mà rẻ nữa cô chú anh chị. Ngon. Đây á là ăn con cá này là ngon nhất, với con cá nó to. Ăn cái này là nó kèm kèm vô cái vị của cá nữa cô chú. Thấy là em thấy khá là hợp khẩu vị với em. Dạ. Phía bên đây là khu chợ hải sản cô chú anh chị, nhưng mà một xíu nữa, bây giờ mới 7 giờ rưỡi thôi, tầm tiếng đồng hồ nữa là bà con mình đi đánh cá đồ gì vô đông á, là mới tấp nập, mới nhiều ngừ. Ngoài đầu chợ có bán đồ ăn vặt nè, bánh đồ gì nhiều màu sắc ghê. Cái này bán đắt không cô? Dạ. Khoai lang. Đây bán đồ khô nè cô chú. Con trâu ngoài năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Con trâu ngoài này nè. 70 tuổi hả? Dạ. Ở đây bà con mình cho nhiều không? Cũng vài chục mua cá rồi ăn. Dạ, vài chục mua cá ha. Dạ. Đây, con thay mặt cô bốn ở bên Mỹ á. Dạ, con gửi cho ngoài phần quà là 300.000 nha. Dạ, cái này là quà của cô bốn bên Mỹ. Dạ, chúc ngoài nhiều sức khỏe nha. Dạ. Ngày nào mình cũng ngồi đây hả? Bữa nào cũng đi ở đây. Dạ. Rồi, vậy chúc ngoài nhiều sức khỏe. Dạ. Dạ. Dạ chú. Con quay đời sống, quay chờ búa chú ơi. Chắc là em sẽ lường sơ qua chợ cá rồi quay lại xuống cảng coi còn gì không nha cô chú. Đây là gọi là bà con mình che cũng hơi lụp sụp á, chợ cảng che cũng kiểu dạng như cũng hơi cũ rồi, che dù che này che kia để không có nắng rồi làm á, bán á. Bây giờ bắt đầu ghe vô đông, bà con mình bắt đầu đem cá lên lai rai rồi nè. Khác biệt so với chợ miền Tây á là giờ này bà con mình mới bắt đầu bán, còn ở khu vực miền Tây là 7 giờ rưỡi là gần như gần tan rồi. 7 giờ rưỡi 8 giờ là muốn tan chợ rồi. Cá miền Trung thì cá ngon. Cá mực. Ai bỏ xuống ngồi vậy? Cá ngừ. Cô bên đây bán mực ngon quá nè. Cấp này bán đắt không cô? Con quay xíu nha.
Dạ. Cô dễ thương quá. Đó, mực nè, mực, mực còn chớp luôn. À. Ủa cô, như mình ngồi trong chờ để trong sạp có phải đóng tiền không cô? Không, đưa tiền chỗ. À, đưa tiền chỗ ha. Dạ. À, một ngày á ha. Một buổi chờ 10 ngày 20 ngàn. Dạ. Đây, mực nè cô chú nè. Mực cá. Dạ. Dạ không, con đi quay phim không à. Dạ không, cảm ơn hai cô nhiều. Dạ. Có cá ngừ nữa kìa cô chú. Cá ngừ, cá thu nè. Chị làm con cá nè, cá này cá chuồng phải không chị? À, cá quịch ha. Cá bè quịch ha. Dạ. Ở ngoài đây là có con cá nào tên cá chuồng không chị? Cá chuồng. Không có, em mua đây không có. À, dạ. Nó giống con cá chuồng trong miền Tây cô chú. Bự lắm, cá đó nhiêu tiền ký vậy hả chị? Cá này nè. Trăm giữ ngàn, dạ. Ồ, cái bộ đồ lòng nó bự chưa. Còn cá thu? Cá thu nguyên con 220. Nguyên con 220, dạ. Ừ, gái sao ăn mực cúng mà, cá ngon quá, cá tư quá tư luôn. Dạ, em cảm ơn chị nhiều nha. Dạ. Có nhiều cá ghê cô chú. Từ nhỏ tới lớn luôn. Cá mắt kiến. Cá mắt kiến về nướng. Quá trời. Đây, cá gáy. Ở khu vực này á, em thấy có nhầm bữa mà ghe câu vô nhiều quá. Cá bự ghê lắm. Cá con cả mười mấy hai chục ký. Giờ này vẫn chưa đông. À, em quay trở lại khu vực cảng cô chú. Bây giờ là 8 giờ sáng. Bà con mình bắt đầu cho những chiếc lưới thúng vô. Những chiếc như trước mặt cô chú mình là đóng lai giữa thúng với lại ghe luôn. Cũng có hai mũi nhưng mà cũng tròn tròn như chiếc thúng. Nhìn rất là mắt luôn. Hiện tại thì em vẫn chưa rõ là bà con mình đánh lưới cá gì nữa. Hình như là cá thu ảo của chú anh chị à. Đợt này đang làm vào mùa cá thu ảo nữa nè. Sẽ canh mấy anh mấy chú vào chỗ nào rồi em xem thử coi đánh cá gì nha. Đó, cô chú có thể thấy cái mẫu gọi là đóng lai giữa ghe với thúng á. Nhìn rất là mắt luôn. Đây cá lên nè. Cá đù, em thấy có cá đù, cá bạc má. Lại đây xin bà con mình quay một xíu. Chai, cá bạc má ba thú, có cá thu ảo nữa. Mỗi người một xô. Đây chính là lý do mà bà con mình ở trên họp chợ trễ nè cô chú. Giờ này ghe lưới mới vô. Lái thu mua xong rồi mới đem lên chợ bán lại cho bà con mình ở trên đó. Cá ngon, cá tươi.
Đây, mấy anh mấy chú vô tập trung ở đây để lên cá. Cô chờ người nhà đi lên hả cô? À. Dạ. Cấp này đánh có không cô? À, xô 2 xô. Xô 2 xô là bán được chừng chiều ngoài rồi gì không cô? Không, cái gì em bán cỡ 700, 800. 700, 800 là 2 xô. À. Trời ơi, dễ vậy. À, cá dĩa. Dạ. Đi là mấy anh mấy chú đi từ mấy giờ cô hả? Hai giữ sáng. Hai giữ phê. À dạ, hai giữ phê. Xong chừng này vô. Dạ. Cỡ 8 giờ vô. 8 giờ vô xong rửa cá làm nước. Dạ. Lưới xong cỡ 11 giờ về. Ồ, tới 11 giờ mới xong. Sắp lưới cho nó gọn gàng lại á. Dạ. Như lưới vô nó ung ung vậy từng lưng á. Dạ. Sắp lại cho nó tới 11 giờ nó về. À. Xong giờ ngủ, ăn cơm xong ngủ 1 giờ rồi xuống lại. À. Ủa mà 1 giờ là xuống làm gì nữa cô? 1 giờ xuống giá lưới. À, giá lưới. Trời ơi, nhiều con đoàn ghê. Xong chiều về ăn cơm chập nữa là tối mới đi. Ngủ. Dạ, ngủ xong đi. Nói cô chú à, làm nghề lưới cũng cực lắm. Đi từ 2 rử. Xong rồi 8 giờ vô, xương lưới tới 10, 11 giờ. Rồi chiều lại xuống vá lưới một chập nữa. Xong rồi chiều. Dạ. Nước khúc này càng lắm cô chú à, chắc giờ cũng như bao cái vàm khác á, là chỉ có một con lạch sâu để cho bà con mình chạy thôi. Chú đem cá vô. Ở trên bờ á, nếu mà mấy cô mấy chị vợ của bà con ngư dân mình mà chịu khó đi bán lẻ từ bán á, thì được nhiều tiền hơn. Nếu mà bán cho lái thì ít tiền. Nay đánh gì có lý chưa chú? Cũng được rồi, dạ. Quay cái ngồi phim quay gỡ cá kìa. Dạ. Còn cá dưới lưới nữa hả? Ờ đó, quay mấy cá ở mình gỡ. Dạ. Này, cá này cô chú nè. Cá ngon không à? Con này là bạc má chú ha. Má. Dạ, bạc má. Cá miền Trung em nghe nói là béo. À, cá miền Trung ăn ngon. Dạ. Chỗ ở đâu quá đấy. Dạ. Nói ở đâu chỗ ở đây á. Dạ, cảm ơn chú nhiều. Cuối video thì chắc là em xin phép được đưa cô chú anh chị và các bạn mình đi tham quan đường phố của thị trấn Liên Hương một xíu nha. Em dự tính ra Cù Lao Câu để quay thêm về khu du lịch. Nhưng mà hôm nay trời xuống gió rồi, thổi 2-3 ngày tới nên là tàu ngưng chạy không có đi được. Thì chắc là đưa cả nhà mình đi xem đường phố một xíu. Như em có nói ở đầu video rồi đó cả nhà. Ở đây là gần với quốc lộ 1A, thuận tiện cho việc vận chuyển hàng hóa. Nên bà con mình trên đây phát triển được nhiều loại hình lắm. Từ buôn bán cho tới đánh bắt hải sản luôn. Nên nhìn chung đây là một thị trấn phát triển. Em thấy nhà cửa sung túc, cơ sở vật chất đồ gì khá là gọi là đầy đủ và hiện đại luôn. Đường xá cũng đẹp. Miền Trung thì quang cảnh là cực kỳ đẹp luôn. Vừa núi vừa biển. Nhưng mà ngược lại thì lại là nóng quá, nắng quá. Nhưng mà bà con mình ở miền Trung làm du lịch cũng có tâm, cho nên là lượng khách du lịch tới với miền Trung cũng nhiều. Đây cô chú mình có thể xem nhà cửa hai bên nè, nhà cửa đường xá. Đây là trục đường 17 tháng 4. Cô chú mình đi thẳng hoài luôn là xuống tới được bến cảng á. Đây là em đi theo hướng ngược lại về trung tâm của thị trấn. Ở đây có cảm giác như phát triển gần như là huyện, thành phố rồi đó cô chú anh chị ạ. À. Nó chưa được như vậy nhưng mà cũng
là đầy đủ rồi. Rồi bây giờ thì thời lượng video cũng khá là dài, chắc là em cũng xin phép kết thúc video tại đây nha cô chú anh chị. Dịp sau nếu có cơ hội quay lại thì em sẽ đi Cù Lao Câu quay thêm cho cô chú mình xem. Bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại cả nhà mình trong những video tiếp theo của em nha. Cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều khi đã theo dõi hết video.